Tài xế dựng chuyện tố mẹ trẻ bỏ quên con nhỏ trên xe, bị gia đình kiên quyết kiện tới cùng. Trên mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế taxi cùng với một em bé đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vị tài xế này không lên tiếng cho rằng mẹ của bé gái này đã bỏ quên con gái mình và túi xách trên xe. Vừa quay clip với cháu bé, tài xế cười nói, không hiểu đi xe kiểu gì mà quên luôn cả con, quên con trên xe, giờ quay lại đón. Trong khi đó, cháu bé mặc áo hồng, ngậm thì giả vẫn tự chơi ở băng ghế phía sau không hề khóc lóc hay tỏ ra hoảng sợ. Ngay sau khi đoạn clip ngắn trên được chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không ngừng lên tiếng chỉ trích người mẹ vô tâm, quá đáng chí mà bỏ quên cả con nhỏ của mình mà xuống xe. Tuy nhiên, không ít người cũng tỏ ra hoài nghi về tính chân thật của đoạn clip nói trên. Bởi dù bận bịu hay vội vàng đến mấy, nhưng chẳng người mẹ nào có thể bỏ quên lại con mình trên xe của người lạ như thế cả. Đặc biệt khi trả tiền để xuống xe, nếu phát hiện thấy cháu bé thì tài xế sẽ lên tiếng nhắc nhở ngay, chứ không phải để người phụ nữ bỏ đi như thế. Chưa để cư dân mạng tò mò lâu, ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, một tài khoản tự nhận là mẹ của bé gái trong đoạn clip cũng đã lên tiếng đính chính về sự việc để tránh gây hiểu lầm. Em là mẹ của cháu bé, vì trời mưa em không đưa em bé xuống, em lấy đồ xong đi luôn và có nhờ anh ấy nhìn hộ, không ngờ anh ấy lại đưa con em lên như thế. Ngay sau bình luận của người mẹ trẻ thì dân mạng mới vỡ lẽ. Đây chỉ là trò đùa câu like sống ảo của vị tài xế taxi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, tài xế xe taxi cũng đã để lại bình luận xin lỗi về trò đùa của mình và sẽ gỡ video này xuống. Tôi gửi lời xin lỗi đến mẹ và gia đình bé. Tôi chưa nhận thức được tầm ảnh hưởng của mạng xã hội. Tôi sẽ xóa và chân thành xin lỗi, tài xế viết. Trước sự việc ồn ào nói trên, được biết trong sáng ngày 31 tháng 3, gia đình cháu bé đã tiến hành làm việc trực tiếp với hãng taxi và tài xế quay đoạn clip không đúng sự thật. Trong bản tường trình, tài xế đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời xin được đính chính tất cả nội dung quay trong clip là sai sự thật. Liên quan đến sự việc nói trên, đại diện taxi Mai Linh tại Bắc Ninh cho biết, vụ việc này là sự hiểu nhầm, tài xế chỉ muốn trêu đùa, không ngờ câu chuyện gây tiêu cực trên mạng xã hội. Chúng tôi đang làm việc với tài xế và hành khách, vị này nói. Tài xế trong sự việc tên BVD, 24 tuổi, trú tại Bắc Ninh và đã chính thức lên tiếng. Anh D cho biết, khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, có nhận chở khách từ Vinhome sang đường Nguyễn Gia Thiều. Sau khi đi một đoạn, do trời mưa phùn, nữ hành khách không bế con xuống xe nên có nhờ tài xế trông hộ một lúc để xuống lấy đồ. Chỉ trong khoảng thời gian chừng 1 phút ngồi trên xe với bé, tôi đã quay một đoạn video ngắn nói rằng khách đã quên con trên xe và phải quay lại đón bé, nhưng toàn bộ câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Trong suy nghĩ của tôi lúc đấy là chỉ nói hài hước với bé mà không ý thức được hành động đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nam tài xế trần tình. Sau sự việc, đây đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu bé vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình của khách hàng. Người này cũng hứa sẽ không tái phạm, nếu có sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Người này cho biết đã gửi lời xin lỗi và mong muốn được tha thứ. Tuy nhiên, về phía gia đình khách hàng vẫn kiên quyết phải xử lý thật nặng và đến cùng.